Dạ Nam xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lang Thang Kiên Giang. Thì chiều ngày hôm nay thì mấy anh em đang có mặt tại nhà của chị Phượng. Thì bây giờ Nam mời mọi người đi vào bên trong thì có một cô Mạnh Thường Quân. Đây thì có một cô Mạnh Thường Quân đã mua cho thùng sữa với lại là hai bịch tả. Thì ngày nay là mấy anh em sẽ đi vào bên nhà bên trong của chị Phượng. Đó thì ngày hôm qua là mấy anh em cũng hỗ trợ cho chị Phượng đi mua chiếc xe để mà đi mua da chai. Thì ngày hôm nay mấy anh em quay lại để mà coi thử là chị Phượng có đi lượm da chai chưa, rồi bán vé số như thế nào nha cả nhà. Thì đây, đây là hai cái bịch và cũng như là thì bây giờ là năm mọi người theo chân vào bên trong để chia sẻ câu chuyện của Phượng nha cả nhà. Làm gái nuôi con thì Nam sẽ ôm thùng sữa, còn anh Trung sẽ làm bịch tả. Mình sẽ đi vào bên trong nhà Phượng. Chị Phượng làm gái nuôi con cả nha. À, chiếc xe máy. Rồi em chào chị Phượng nha. Em chào chị Phượng. Bánh nha. Sao đây? Dạ làm bà em gái. Về để tang mẹ được nên là chị lập cái bàn thờ để kiểu là mình thờ vọng mẹ đấy đúng không? Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ mời tất cả quý vị khách bạn mình vô phía bên trong nhà thờ vọng mẹ. Đúng thật sự là khó khăn. Không có cái gì mà thôi. Nhìn cái cảnh mà cái người không cầm lòng nổi với cái gì. Mà không ai mà muốn cái cảnh này diễn ra. Mấy chiều mẹ có theo con có ăn gì mẹ ăn cái đó thì mẹ. Nói chung là thì ngày hôm nay thì anh em đến đây thì cũng gặp cái cảnh mà coi như là một cả người con. Mà cái khi mà người mẹ mình qua đời đó, quý vị thì cũng không về để mà chịu tang được nên là cũng phải lập một cái bàn thờ nhỏ sơ sài, dù chỉ có một bình bông dĩa trái cây thôi, nhưng mà đó cũng là cái tấm lòng của người con mà trả hiếu cho cha cho mẹ. Nói chung là cái ơn nghĩa sinh thành đấy quý vị. Nhưng mà cũng vì cái hoàn cảnh, vì cái điều kiện mà phải chấp nhận. Thì cái này thì mình cũng không biết là trách ai. Dạ, thôi bây giờ chị mới vừa thắp nhang xong ha. Thì có thể mời chị quay lại với quý vị khán giả để cho quý vị khán giả mình nghe những lời mà gọi là của từ đáy lòng của chị chia sẻ về cái sự việc như thế này. Chị khóc luôn rồi quý vị khán giả. Thì nói chung là cái câu chuyện của chị thì lan mạng trên mạng xã hội thì rất là nhiều người biết. Và ngày hôm nay mấy ngày hôm nay có lẽ là chị suy nghĩ nhiều về cái vấn đề của mẹ. Cho nên là ngày hôm nay thì chị mới nảy sinh cái ý định. Là cái ý định này từ trong tâm của mình hay sao chị? Dạ. Dạ, chị có thể. Em tính làm bởi mẹ em mất luôn rồi đó. Dạ. Ủa thì trước tiên vào đây á, thì tụi em cũng thấy là chưa có cái hình ảnh của người mẹ như thế nào chị ha? Mình đi hồi xưa giờ mình không có hình ảnh của mẹ hả? Không. Nói chung là như ngày hôm nay á, thì bọn em cũng lên cơn giật đó hả? Con của chị bắt đầu lên cơn rồi đúng không? Quý vị khán giả. Thì
Ngay cảnh thì anh em tới đây cũng tối, vậy vì cũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn ở bên gần ở đây, cho nên là anh em cũng tới nó hơi bị tối, nhưng quý vị khán giả thông cảm về cái vấn đề này. Thì phút giây này thì cô chú anh chị cũng thấy là người con của chị lên cơn co giật đó, cô chú anh chị cũng thấy rất là rõ ràng. Đó là một người mẹ có thể chăm sóc người con như thế này thì thật sự là rất là vất vả nha. Thì chị cho em hỏi, thì mấy ngày hôm nay á, thì em cũng chia sẻ cái hình ảnh của chị á, thì không biết rằng là có cô chú anh chị nào cũng có tới nhà của mình hoặc là đi tới chỗ bán vé số mình để mà giúp đỡ hỗ trợ một phần nào không? Dạ không. Không có, hả? Có cái cặp tàu thì có cái anh đó anh đợi anh cho đi dẫn đi mua xe. À. Thì hôm qua có mấy anh dẫn đi mua chiếc xe đạp cho anh đi mà làm ve chai. Dạ. Thì nói chung là sáng giờ là chị có đi bán vé số không? Dạ, sáng bị bệnh em nghỉ. Đầu nghỉ buổi sáng. À. À. Là bị bệnh rồi ha. Dạ. Yeah. Thì nói chung là ngày hôm nay á, thì nói chung là bọn em cũng bất ngờ tới đây mà gặp cái cảnh chị lập lên cái bàn thờ để quỳ trước cái bàn thờ mà kiểu là lạy mẹ, như kiểu là có nhiều báo hiếu, thì bọn em cũng rất xúc động về cái vấn đề đó. Vì mình ở phòng trọ mà giờ thôi coi như dù ít dù nhiều mà chủ yếu là cái tấm lòng, đúng không chị? Thì ngày hôm nay thì có quý mạnh thường quân, có để mà chị Tuyết ở quận Bình Tân, món quà của chị Tuyết nha quý vị. Đây đây có cỡ là coi như cái đó là sữa nha, sữa cho bé một thùng sữa và tả cho bé hai bịch tả là trị giá là hết 760.000 để cho bé kiểu là uống dặm mà nhỉ. Nói chung là nhìn thấy bé ăn là cũng rất tội. Nói chung là thì chị có những lời nào muốn gửi gắm đến quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình mình hay không? Dạ, em cảm ơn chị Tiết chị giúp đỡ em, cái này em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Em bao nhiêu đây là em cũng vượt qua được mấy ngày kia đó mà. Dạ. Cái tạ này là cũng nhiều lắm đó, một bịch là 28 miếng đó. Em mua cái bịch tạ nhiều lắm, 28 miếng một bịch đó. Rồi thì qua chương trình này thì anh em cũng cảm ơn chị Tiết và quý mạnh thường quân đã hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình của chị Phượng ngay lúc phút giây này. Có lẽ là chị, em nhìn trong nét mặt chị thì có rất là nhiều nỗi buồn, thì không biết là nỗi buồn gì làm cho chị cảm thấy là khó xử nhất trong mấy ngày hôm nay ạ? Dạ, buồn nhất là mất mẹ, không được gì gặp mặt mẹ. Dạ, thì hôm qua nay đó, thì như chị đã chia sẻ về đứa con của chị là cất bước từ trên thành phố để mà về dưới tại quê nhà để mà coi như là thăm lại bà ngoại, coi như nhìn mặt bà ngoại lần cuối, rồi xong đưa tiễn ngoại ra tới nơi an nghỉ cuối cùng. Thì không biết rằng cái thông tin đó là bây giờ thì chị có nghe con gái chia sẻ lại những phút giây về dưới đó có bị ngăn cấm hay không ạ? Thì rồi chị có điện về hỏi thăm gia đình hay không mới đây nhất ạ? Nhưng mà em điện về cũng không ai bắt máy đâu. Tại sao chị không điện thử mà chị phải khẳng định một điều là coi như không ai bắt máy nè? Tại lúc mẹ mà như vậy đó không ai điện lên, hoặc em điện về người ta cũng đâu bắt máy đâu. Là có điện về rồi ha? Dạ. Là có điện về rồi nhưng mà không ai bắt máy cả. Thì ngày hôm qua, ngày hôm nay chị có điện không nè? Dạ, ngày nay điện thoại hết pin, em không có điện, em không có tinh thần, em đi làm một điều em còn không có tinh thần. Ngồi làm em thấy mẹ ngồi dưới dãn ngồi kế bên em không à. Anh đi bán gì thấy miệng mẹ cười giống đó, đi theo em không à. Trời. Ấy là coi như là chị thấy là coi như về cái thế giới gọi là tâm linh đó quý vị. Khi mà dạ, chị nói câu nói này làm em nổi da gà hết quý vị khán giả. Coi như chị thấy như thế nào chị có thể kể quý vị khán giả biết được không? Khi em ngồi làm một điều thấy mẹ ngồi cái mũi bậm môi hoài. Trời. Mà bậm môi thì có lẽ là hơi buồn chị á. Buồn là coi như là quê mẹ cũng giỡn em như vậy đó, em về cũng giỡn em vậy đó, có bậm môi vậy đó. À, đây là coi như coi chị cũng coi như là cái đó là cái ký ức của chị và mẹ ha. Cho nên đến ngày hôm nay thì chị cũng coi như là cũng nhớ và ký ức, coi như là có tạo ra một cái gọi là cái cảm giác như người mẹ mình ở bên. Dạ. Thì chị bị bệnh như thế nào? Dạ, em bị nhức đầu, tại mất ngủ em bị nhức đầu với bị có loạn tiền đình đó. Mà nó nguyên nhân thứ 7 bị nhức đầu ngủ được.
Quý vị cũng thấy trên mặt của chị đã rơi những dòng nước mắt khóc cho người mẹ của mình. Thì ngày hôm nay thì thật sự là khi mà chúng ta cảm thấy cái hình ảnh của chị mà mua bông, chị chọn những nhánh bông phải nói là đẹp nhất và trái cây thì chị cũng đã mua về để mà thắp cho mẹ. Đây là mình kêu bằng thất vọng. Thì trong tương lai á, thì có lẽ rằng là chị cũng có cái hướng cho bản thân của mình là coi như là có cái hình ảnh của mẹ chị á, để mà đưa lên thì nó con sẽ thấy nó sẽ trang nghiêm hơn. Em không biết là để con em gì dưới coi coi nó, nếu mà nó có quay phim lại mở máy hay quay phim là mấy đứa cháu nó gửi hình ảnh qua thì những cái ảnh đó thì em chắc em cũng đi mà quả ra em thờ. Giờ em cũng đã tạm như vậy đi, để con em ra đi em tính. Thì em có một cái thông tin như thế này, thực sự là nói từ ngày hôm qua đó thì em cũng đã ghi hình chị cùng với những anh em, là chị nói với tụi em á là chị hứa là chị sẽ không bao giờ quay lại cái đường nghề cũ nữa, đúng không? Cái nghề làm gái đó thì thật sự là khi mà chúng ta nhắc đi nhắc lại thì nó cũng không hay, nhưng mà nói để cho cô chú và các anh chị cũng như các bạn mình hiểu hơn, là đến ngày hôm nay em nghe có một cái thông tin gọi là đang lan truyền nói về là coi như chị đã đi khách vào 4 giờ chiều ngày hôm qua, thì thông tin nó như thế nào thưa chị? Dạ 4 giờ mấy hôm qua là em với mấy anh kia đi mua xe đạp với em mới đi. Ý là không đi như thế nào thưa chị? Cũng như dạng như là hồi hôm qua là em hứa với mấy em kia rồi là em không có đi nữa. Là trong đó có em. Dạ đúng rồi, là em hứa em không có đi nữa. Nhưng mà hồi hôm qua là mấy anh này là lại là mua em, nói là em đi mua chiếc xe em không đủ tiền. Mà trong khi đó mấy anh lại là mấy anh nói á, giờ xe đó có chỉ giá bao nhiêu, sống nhau đi mua mà em cũng biết giá đó bây giờ. Mà mình có buổi chiều có đi mua xe đó, nhưng mà hôm qua em không có đi đâu hết, mua xe rồi là em về em làm cái thùng mới luôn, là em vô em xào mì em ăn em ngủ luôn, mà ai không biết nói em. Hôm qua 4 giờ chiều em đi với khách người ta bắt gặp em. Là có người nói vậy hả? Dạ Là ai nói chị có biết không? dạ em cũng không biết, mà có cái anh hồi sáng giá có khoảng chừng 12 giờ mấy anh đó ông nói cái tiếng miền Trung mình, nó anh vô đây 2 lần rồi, mà hồi hồi trưa ảnh vô anh nói á, tại sao chị hứa với là tụi em á chị không đi khách nữa mà sao giờ người ta nói bắt gặp chị là đi khách. Là cái anh đó là tới đây làm gì? Anh đây em cũng quay y gan như vậy vậy nè, mà anh nói em là như vậy đó, em nói em không có. À, là cái anh đó là tới đây quay phim. Dạ Là anh nói là có người nói là bắt gặp mình đi khách dạ vào chiều ngày hôm qua. dạ nó ảnh nói là qua 4 giờ mấy anh ở đây anh không thấy em ở nhà, có thể là em đi, ảnh nói như vậy đó. Thì bây giờ như thế này, thật sự mà nói đó thì Nói em cũng đau lắm chứ mà đã nói em không coi, đau đâu. em đã thấy cái clip đó rồi. Thì bởi vì em thấy cái clip đó thì anh em mới hỏi chị là cái sự việc đó có đúng hay không thôi, chứ ngoài ra đó là cái vấn đề là tụi em cũng không có trách. Cái đó là việc thứ nhất là riêng tư cá nhân của Mà chị. em nói á là em hứa tất cả cô chú Mạnh Hùng Vân với Bình đó, mà mấy là em hứa em không có đi nữa, là em không có đi nữa, Nhưng tại vì mà em nhỏ thiệt, nhưng mà em hứa với cô chú đàng hoàng em không có đi, em phụ lòng cô chú nữa đâu, nhưng đi như vậy thì mà là vui đó mấy anh. nhưng mà ngày hôm qua nói ngày nào thì mình không nói, nhưng mà nói ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì anh em mình là coi như đưa chị đi mua xe Đúng mà. rồi, Đúng trong đó rồi, có Huỳnh theo VTV em nghĩ là và anh Trung và em Nam nữa cô chú chị, theo thì em nghĩ có là lúc là đó mình chở đi mua xe cũng đạp chiều cũng 4 giờ chiều mấy gần 5 giờ chiều, thì lúc đó là cũng chiều rồi. nè, để em nói cho em nói là theo em nghĩ trong ngày hôm qua thì có ai đó xem được cái video ba anh em mình đăng, nên là thành ra nghĩ là khi mà quay thấy lúc mà anh Trung hôm qua chở chị đi mua xe đạp á, thì nghĩ là anh em YouTube khác đi quay giống như là chị này đi hay đó, người ta đặt sai cái câu chuyện của chị thôi, chứ thật sự ra hôm qua là mấy anh em mình chở chị đi mua xe đạp đúng không, anh Trung chở rồi mà hai Đúng anh em rồi, đi sao quay rõ ràng. thì đó là mình Huỳnh VTV đánh chính cái câu chuyện này để cho quý vị khán giả mình hiểu được hơn. Thật sự ra là chị cũng đã khổ rồi, thật sự là đã khổ mới lâm vào cái đường gọi là bế tắc, mà bế tắc thì mới dẫn ra đến cái kết cục mà phải đi làm gái, chứ không ai muốn cả, ngay bản thân của chị cũng như vậy thôi. Chị cũng đã chia sẻ rất là thật lòng từ hôm bữa tới giờ, anh em đã ghi hình và chia sẻ, nhưng mà không biết rằng có ai đó để gắn ghép hoặc là để như mà hiểu lầm trong cái câu chuyện này thì mình cũng chưa biết được. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta đang và đã thấy rất rõ ràng những cái hình ảnh mà phải nói là
Huỳnh Phi và Nam cũng đã ghi hình cái cảnh mà anh Trung là người chạy chiếc Citega màu đen biển số 61 của chú chị, ở trong đó anh em cũng ghi hình, cũng có cái hình ảnh rất thiết thực trong video, cho nên là cô chú anh chị cũng hãy hiểu là anh cũng mặc cái áo màu yeah. cam màu vàng gì đó, cam vàng đó, đại khái là nói cho cô chú anh chị hiểu rõ hơn là lúc đó là cái đường đi là coi như ảnh chở xuống, khi mà mua xe đạp xong thì là chị là người chạy xe đạp đi về, cho nên lúc đó là anh em quay cái cảnh mà chị đạp xe đạp về đó, là để cho cô chú và các anh chị mình hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này, đừng để đây một cái những cái sự hiểu lầm và ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chị sắp tới. Rồi bây giờ chị có những lời nào muốn gửi gắm đến quý vị khán giả không về cái vấn đề này? Em cũng nói xin cô chú mình thường quân với là mấy cô chú bên kia rồi cũng vậy, đừng có hiểu lầm em mà nói em hôm qua em đi, thật sự hôm qua em không đi đâu hết, hồi nãy là không biết có ai nữa, là điệu lên cái số là con 49 á, chứ bộ hỏi em có đi không, chị làm gì chị có đi không, cái số 49 giờ nằm trong điện thoại em cả. Ừ, là cũng điện cho mình hả? Cũng điện cho em đó. Là điện điện nói như thế nào, hỏi nghe nói là nghe em đi vậy em có đi không, đi thì đi với anh nè, em nói em hứa cô chú em không có đi nữa. Người nói lý do sao mà hứa, nói tại cô chú giúp đỡ cho em được rồi, bên cô chú mình đồng quân giúp đỡ cho em kia nọ, vậy em hứa với cô chú là em nghỉ đi luôn rồi mới tắt máy. Cái số 49 nó còn nằm trong máy em luôn, 149 á. Thì nói chung là bây giờ cái số điện thoại của chị á là cũng có ở trên mạng xã hội rất nhiều rồi, có rất nhiều anh em là chia sẻ cái số điện thoại của chị. Bây giờ nói chung á là bây giờ như thế này, cái vấn đề mà bất cứ ai gọi tới chị thì chị vẫn nghe bình thường. Về cái vấn đề có ai hỏi chị đi không, đó là quyền cá nhân và quyền riêng tư của chị. Chị đó là chị có thể là đối đáp hoặc là có thể là chia sẻ. Còn tụi em không can thiệp vào những cái số điện thoại gọi cho chị ha. Đó là em chỉ can thiệp vào những cái sự việc ngày hôm qua. Để em xin phép chị, sự việc ngày hôm qua là có em và những anh em của em thì em mới chia sẻ thôi. Lúc 4 giờ mấy thì có tụi em ở đây và tụi em dẫn chị đi mua xe thì có tới 5 giờ chiều. Còn từ 5 giờ mà đổ đi sau á thì cái chuyện sinh hoạt trong gia đình của chị thì tụi em xin về. Vô, anh ấy vô nó làm có khoảng 4 giờ mấy anh vô á là dạ. Không có mình ở đây. Mà sự thật là 4 giờ mấy anh nghe người ta nói để cho anh nó thôi là mình đi với khách, đi vô trong khách sạn là người ta. Trời ơi, có nói đi khách sạn luôn. Dạ. Ôi trời, hôm qua đi mua xe mà. Mà em hỏi ảnh là ai nói á, kia dẫn ngược lại cho em, anh nói là anh không chịu dẫn. Tại vì trong cái câu còn, chuyện này còn thì mình ép buộc em thêm một câu vậy nè, hỏi em chứ. Em á thốt lên cái lời nói mà em đi làm gái á, thật sự là em có làm hay không? Nói sự thật là có làm hay không? Anh vô nói em là như vậy đó. Em nói nếu mà mấy anh không tin á, hiện giờ mấy anh hiện giờ ở đây luôn. Có người anh bà con của em ở đây luôn. Em nói giờ nếu mà anh không tin á, em dẫn anh đi qua khách sạn. Rồi á, em tự động cho anh vô anh hỏi anh chỉ cái người đó. Nói chỉ thẳng mặt em, chú à cái chị này á, hồi đó giờ chị có vô khách sạn xuống bao nhiêu lần chứ? Rồi để cho ông trả lời chứ em không trả lời. Mà em kêu ông đi, ông chịu đi, em muốn chứng minh cho ông chịu đi. Nói chung là cái nỗi đau của chị á thì đến giờ phút này á thì tốt nhất là mình cũng không nhắc đến cái nỗi đau đó nữa. Bây giờ như thế này nè, bây giờ thật sự ra mà nói á, cái vấn đề của chị đó thì bây giờ chị đã nói như vậy rồi, thì nói chung là ở dưới quê cũng nói lên cho chị rồi, nói của anh em YouTube thì cũng đã ghi hình và chia sẻ cái vấn đề của chị, thì chị nói là 100% sự thật thì tụi em ghi nhận là 100% sự thật và em cũng đã xác nhận coi như vấn đề là chị làm gái là có. Và bên cạnh đó thì về cái vấn đề tiếp theo á thì bây giờ như thế này nè, em nói thì chị cũng phải cố gắng lên. Em gắng vượt qua em gắng chứ em không giờ để vui lòng cô chú anh em rồi đâu, em gắng hết á. Chứ còn những cái chuyện mà trong quá khứ thì ai cũng có quá khứ, nhưng mà bây giờ chị vì đứa con của chị thì mới lao vào cái con đường đó thôi, chứ không ai muốn hết quý vị. Không phải em muốn em làm cái gì đâu. Nói chung một người phụ nữ mà ở trên thành phố mà nuôi một cái người con mà kiểu là sống thực vật như thế này á, nói đúng ra là nó quá gì là coi như vất vả. Nếu như mà một người con bình thường thôi là cũng đã thấy vất vả rồi, chứ đừng có nói là coi như một người con mà coi như phải đút, phải ẩm, phải đồ coi như nhiều khi lên kinh giật nữa. Thì cái lúc mà không có cô chú anh chị giúp đỡ thì cả một cái gánh nặng. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng mong rằng những cái video của anh em mà chia sẻ lên
thì cô chú anh chị cũng sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của chị vì sao phải đi vào cái con đường như vậy, và sẽ được cô chú anh chị giúp đỡ để coi như mình làm một cái con người bình thường giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, đúng không chị? Dạ. Còn hôm qua em đi chỗ em bán có chị thì chỉ lời chỉ nói em á, có gì mà chỉ la em á, chỉ nói á, mày làm gì mà ăn gì kỳ khôi vậy, người ta mới mua xe cho mày mới được 2-3 ngày sao mày bán xe à? Mà em đâu có bán xe đâu. Lại coi như bảo chị bán xe rồi. Là người ta học rồi với chị đó, nó em bán xe cũng như ở người ngoài á, học vô gì đó, nó là em bán xe nên mua xe cho em á, em bán rồi. Trời. Nhưng mà theo em nghĩ ai nói gì nói, tại vì khi mà chị xuất hiện trên mạng xã hội thì nó rất là nhiều cái ý kiến khác nhau, nhưng mà mục đích của cô chú anh chị mà Mạnh Thường Quân hay là như là tất cả anh em á thì muốn chị sống sao đúng như cái lương tâm của mình là được rồi. Còn tại vì ai đồn đoán gì thì lên trên mạng thì sẽ có nhiều người trái ý nhau, nên là chị đừng có buồn như chuyện đó. Bây giờ như thế này nè, em đã thật sự ra là 9 người 10 ý. Đúng rồi. Thậm chí là tụi em quay tụi em còn bị chửi nữa, chứ còn chị là bình thường. Cái đó thiệt không, cái đó em nói thật sự là riêng bản thân tụi em đã chịu những cái lời cay đắng và nghiệt ngã rất là nhiều trên cái vấn đề trên thế giới mạng rồi. Cho nên á là khi mà chị xuất hiện trên mạng xã hội rồi đó thì chị chấp nhận cho tất cả những anh em YouTube ghi hình và giúp đỡ đó, thì nó phải mang theo hai luồng ý kiến đó. Trong cuộc sống thì ngón tay cũng vậy thôi, có ngón ngắn ngón dài, cho nên là chị phải cố gắng đạp trên dư luận sống thôi, đúng không ạ? Cũng giống như cái câu chuyện của chị đang xuất hiện trên mạng xã hội về cái vấn đề chị làm gái, chị ngay lúc này chị phải gạt bỏ những cái quá khứ của mình để mà tiếp bước tới tương lai, đúng không ạ? Chứ đâu phải là mình cứ cố gắng cứ suy nghĩ về chuyện quá khứ hoài mãi được. À, chị Phương, em hỏi cái này thì chị nghĩ nào, giờ ví dụ như có một cái ngôi chùa hay là có ai mà nhận nuôi bé để cho chị đi làm, kiểu là chị cho bé đây thì chị có cho không? Không. Sao vậy? Mẹ đâu con đó, em còn sống thì nó còn, em mất nó mất em không cho đâu. Nó là nó cái niềm hơi thở của em đó, nó không cho đâu. Bé thì giờ thì coi như kiểu là một cái gánh nặng của chị rồi, thì coi như giờ biết có ai mà xin thì coi như chị cho để cho nó bớt cái gánh nặng của chị bây đi giờ chị. Cái gánh nặng của em cũng vậy, nhưng mà nó là niềm hơi thở của em, nó giờ còn ở đây giờ là niềm hơi thở của em không cho ai đâu. Dù bất cứ giá nào là coi như chị cũng phải giữ bé bên cạnh hả? Dạ, nó là niềm hơi thở của em mà, nó còn như là niềm hơi thở của em không đưa cho ai đâu. Nếu như mà chị không được Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa thì chị làm cách nào để mà chăm sóc bé những cái ngày kế tiếp? Nếu mà cô chú không giúp đỡ nữa thì em cũng làm gì em cũng nuôi nó, chứ em không có cho đâu. Em xin hy sinh nó mang em không cho con em đâu. Không đó. Nó là niềm hơi thở của em, nó còn bao nhiêu đó. Thôi cái đó là coi như em thử chị như vậy thôi. Thì nói chung là khi một người mẹ mà sinh ra được một đứa con, dù nó có hình hài thân thể như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là cái giọt máu của mình mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh ra, đúng không chị? Dạ. Không ai nỡ lòng nào mà cho hoặc là coi như làm cái gì tổn hại đến cái đứa con của mình, thì cái điều đó là coi như người mẹ nào cũng phải nên làm những cái công việc đó. Em thấy chị để bé một mình ở nhà như vậy nhiều khi là em thấy nó nguy hiểm. Em lấy cái gói ôm em tắm dài ra cho nó nằm trên niệm. Giờ khi mà nó ngồi dậy này, nó có lăn qua kiểu là nó xỉn đi xỉn lại không? Nó đi bằng hai cái đầu gối. Đi bằng hai cái đầu gối. Thế là ngày hôm nay là chị Phương không đi bán vé số hả? Dạ, em đi lúc đầu em không có đi. Giờ ở nhà lặt hạt điều hả? Dạ. Bữa nay lặt được bao nhiêu ký hạt điều? Em làm rồi, em đi giao mà em chưa lấy. Em gọi hết rồi. Làm bữa nay mình giao mấy ký chị? Dạ chục ký. Mỗi ngày hết hàng. Vậy bình thường là coi như chị Phương có nấu cơm ăn ở nhà không? Có nấu cơm không? Dạ có. À là coi như cũng có nấu cơm ăn ha. Dạ. Nhưng mà nay tin mẹ gì không có nấu ăn.
mấy ngày nay là nghe tin mẹ qua nó đời tinh thần là coi như không ăn, buồn bã, coi như cũng không muốn ăn uống gì hả? Ơi quá, mua về mập qua, con nuôi không biết ăn nổi không? Rồi cái câu chuyện này thì bây giờ đến giờ phút này á thì mình cũng đã ghi nhận những cái sự việc như trên, là đứa con của mẹ là coi như là hiện tại là coi như người chị là người con, còn mẹ của chị thì cũng đã mất rồi. Là trong tương lai sắp tới là chị cũng có ý định là sẽ quay về quê một lần không chị? Có. Ý nghĩ của chị là về quê bước đầu tiên thì mình sẽ như thế nào ạ? Mình về mình đốt mẹ kia nha, nếu mà em mình nó còn cho mình ở lại mình ấy thì mình cúng kiến này kia nọ, mình còn ở lại em mình nó cho mình quay lên liền. Nói chung quan trọng nhất là cái lúc mà mẹ còn sống, còn cái khi mà mẹ qua đời rồi á thì